Chào mừng quý vị trở lại với Lê Đinh Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Lê Đinh Vlogs Hãy nhấn nút đăng ký kênh hay nút subscribe Để ủng hộ cho Lê Đinh nhé Sau đó nhấn nút chuông Để có thể nhận được thông báo sớm nhất Mỗi khi Lê Đinh có video mới Lading Vlog là kênh YouTube chia sẻ những tin tức và những video thực tế về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và cuộc sống Mỹ. Các bản tin tổng hợp sẽ được đăng từ thứ hai đến thứ sáu. Vlog thực tế về cuộc sống Mỹ sẽ được đăng vào thứ bảy và chủ nhật. Nếu quý vị thấy Lading có những video hữu ích, xin hãy nhấn nút like và share để chia sẻ thêm cho nhiều bà con cùng biết đến. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến. Gần đây Lê Đinh nhận được rất nhiều câu hỏi từ các quý vị khán giả thắc mắc rằng tại sao cùng là trợ cấp thất nghiệp mà có người thì nhận được 59 tuần, có người nhận được 52 tuần và có người chỉ nhận được 46 tuần tiền trợ cấp thất nghiệp mà thôi. Do đó hôm nay Lê Đinh làm video này để giải thích với quý vị rõ ràng hơn về các chương trình trợ cấp thất nghiệp đó. Trước hết chúng ta sẽ nói về những quý vị nào có thể nhận được tối đa 59 tuần tiền trợ cấp thất nghiệp đó là những người đã từng làm việc ở các hãng xưởng, các cơ sở thương mại, hay nói chung là những người lao động, đi làm và khai thuế ở dạng W-2. Khi quý vị đi làm và có giấy khai thuế ở dạng W-2 và đã đi làm ít nhất là một năm rưỡi trước khi bị thất nghiệp, sau đó, khi quý vị bị thất nghiệp và nộp đơn xin tiền trợ cấp, quý vị có thể sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp ở dạng UI. Nếu được chấp thuận, quý vị sẽ nhận được 26 tuần trợ cấp thất nghiệp dưới chương trình UI này. Theo bản đồ sơ lược của chương trình EDD ở tiểu bang California, thì chúng ta thấy những quý vị nào nhận tiền UI sẽ nhận được 26 tuần. Sau khi xong 26 tuần đó, quý vị sẽ được nhận thêm 13 tuần nữa từ chương trình PEUC. Chúng ta cũng nên lưu ý, chương trình PEUC này là chương trình nằm trong đạo luật Care Act của chính phủ nhằm cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đạo luật Care Act, Chương trình PEUC này sẽ hết hạn vào ngày 26 tháng 12 năm 2020. Tính đến đây, quý vị nhận được tổng cộng sẽ là 39 tuần, trong đó có 26 tuần từ UI và 13 tuần từ PEUC. Theo bản hướng dẫn từ Sở Thất nghiệp của tiểu bang California, thì nếu quý vị còn nằm ở trong khoảng thời hạn 1 năm để hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì khi quý vị hết 26 tuần tiền trợ cấp thất nghiệp của nửa năm đầu tiên, EDD sẽ tự động chuyển quý vị qua hồ sơ của dạng PEUC và quý vị sẽ được thông báo bằng email, bằng text message hoặc trên chương mục thất nghiệp online của quý vị. Quý vị nên lưu ý phải certify mỗi 2 tuần cho sở thất nghiệp để bảo đảm tiền thất nghiệp của quý vị không bị ngưng một cách bất thình lình. Sau khi quý vị nhận hết 39 tuần tiền trợ cấp thất nghiệp này, EDD sẽ tự động chuyển hồ sơ của quý vị qua chương trình mới để quý vị có thể nhận được thêm 20 tuần nữa, nâng tổng số tuần số tiền trợ cấp thất nghiệp mà quý vị được nhận là 59 tuần. Chương trình này có tên là FedEd là một chương trình hỗ trợ từ quỹ của liên bang, hỗ trợ cho những tiểu bang có tỷ lệ người thất nghiệp còn cao. Đặc biệt ở tiểu bang California, thống đốc tiểu bang đã ký thêm 7 tuần nữa để nâng tổng số tuần FedEd của tiểu bang California lên cho người thất nghiệp là 20 tuần. Tuy vậy không phải ai cũng đủ điều kiện để được nhận thêm 20 tuần gia hạn này. Sở thất nghiệp sẽ tự động xem xét hồ sơ của quý vị và sẽ thông báo cho quý vị biết quý vị đủ điều kiện hay không. Nếu quý vị đủ điều kiện, EDD sẽ tự động chuyển hồ sơ của quý vị qua chương trình dead và quý vị sẽ được nhận thêm 20 tuần nữa. Nếu không đủ điều kiện, EDD sẽ gửi thơ thông báo trong vòng 5 đến 7 ngày giải thích lý do tại sao. Sau đó, EDD cũng sẽ tự động chuyển hồ sơ của quý vị qua chương trình PUA, là một chương trình hỗ trợ khác. Chương trình này cũng xuất phát từ đạo luật CAX nhằm giúp đỡ cho những người thất nghiệp vì đại dịch COVID-19. Nếu hồ sơ của quý vị bị chuyển qua chương trình PUA thì quý vị sẽ không nhận được đủ 20 tuần mà chỉ nhận được 7 tuần mà thôi. Như vậy, những quý vị nhận trợ cấp thất nghiệp ở chương trình UI ở một số tiểu bang nói chung và đặc biệt ở California nói riêng có thể sẽ được nhận tổng cộng 59 tuần bao gồm 26 tuần cho trợ cấp thất nghiệp bình thường 13 tuần từ PEUC chương trình Care Act và 20 tuần từ quỹ trợ cấp của liên bang chương trình FedEx Sẽ có một số tiểu bang khác không bổ sung thêm 7 tuần ở chương trình FedEx Nếu quý vị ở trong những tiểu bang đó quý vị sẽ nhận được chỉ có 52 tuần tiền thất nghiệp mà thôi Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những quý vị nào nhận được 46 tuần tiền trợ cấp thất nghiệp. Đó là những quý vị nhận phần tiền trợ cấp thất nghiệp của chương trình PUA. Chương trình PUA là chương trình trợ cấp thất nghiệp tạm thời cho những người làm chủ, những nhà thầu độc lập, những người lao động tự do bị mất việc vì những lý do nào đó có liên quan đến Covid-19. Nói cho dễ hiểu hơn, nếu quý vị nhận được mẫu form khai thuế là 1099, tức là quý vị sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp ở chương trình PUA. Nói chung, những quý vị nào không đủ điều kiện hoặc đã dùng hết tất cả những quyền nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường ở tiểu bang hoặc những chương trình phúc lợi kéo dài của tiểu bang hoặc liên bang, thí dụ như chương trình PEUC, những người đang làm việc bán thời gian hay là những quý vị chưa làm việc đủ lâu, tức là chưa đủ 18 tháng để đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở chương trình UI thì quý vị sẽ được tự động chuyển qua chương trình PUA. Nếu quý vị ở chương trình PUA Số tuần thất nghiệp tối đa quý vị có thể hưởng được là 46 tuần. Lúc trước là 39 tuần, sau đó ngày 31 tháng 10 thì tiểu bang California cộng thêm 7 tuần nữa cho quý vị, do đó quý vị sẽ nhận được là 46 tuần. Vấn đề tiếp theo rất được quý vị quan tâm là các chương trình trợ cấp thất nghiệp này khi nào sẽ hết hạn. Và sau khi những chương trình này hết hạn, nếu chúng ta vẫn còn tiền trong hồ sơ thất nghiệp của mình, chúng ta có được tiếp tục nhận những khoản tiền đó hay không? Theo thông báo từ EDD, vì toàn bộ những chương trình này đều nằm trong đạo luật CARES, chương trình PEUC sẽ hết hạn vào ngày 26 tháng 12 và chương trình PUA cũng sẽ hết hạn trong tuần lễ cuối tháng 12. Nếu không có gói cứu trợ nào được ký để gia hạn trợ cấp thất nghiệp sau ngày 31 tháng 12, thì coi như những chương trình trợ cấp thất nghiệp này đều đã chấm dứt. Cho dù quý vị còn balance trong hồ sơ thất nghiệp của mình, quý vị vẫn không nhận được số tiền còn lại đó. Mặc dù vậy, đối với những quý vị đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp của chương trình FedEd, chương trình này không ấn định ngày hết hạn. Do đó, nếu tỷ lệ người thất nghiệp ở tiểu bang của quý vị vẫn còn đủ tiêu chuẩn nằm trong chương trình FedEd này thì quý vị vẫn tiếp tục được nhận đủ 20 tuần mà không lo sợ chương trình bị hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Vậy những tiểu bang nào có 59 tuần tiền thất nghiệp theo Forbes, có 13 tiểu bang có thể trả 59 tuần tiền thất nghiệp, đó là Alaska, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Minnesota, Nevada, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Rhode Island và Washington. Có 24 tiểu bang trả 52 tuần tiền thất nghiệp, đó là Arizona, Colorado, Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Mexico, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, and Wisconsin. Ngoài ra còn có District of Columbia, Puerto Rico và một số đảo quốc của Mỹ cũng trả 52 tuần. Tiểu bang Montana trả 54 tuần cho người thất nghiệp. Tiểu bang South Carolina trả 43 tuần, bao gồm 20 tuần dưới chương trình UI, 13 tuần PEUC và thêm 10 tuần hỗ trợ từ quỹ liên bang. Năm tiểu bang sau đây chỉ hỗ trợ tổng cộng 39 tuần, bao gồm 26 tuần tiền thất nghiệp bình thường từ tiểu bang và 13 tuần tiền PEUC từ đạo luật Care Act. Đó là các tiểu bang Nebraska, North Dakota, South Dakota, Utah và Wyoming. Hai tiểu bang trả 31 tuần, bao gồm 12 tuần tiền trợ cấp thất nghiệp bình thường, 13 tuần PEUC và 6 tuần gia hạn của liên bang, đó là Florida và North Carolina. Ngoài ra, tiểu bang Idaho trả 35 tuần, Missouri trả 33 tuần, Arkansas trả 29 tuần và Alabama trả 27 tuần cho người điền đơn thất nghiệp theo chương trình UI. Quý vị thân mến, Lê Đinh hy vọng những thông tin này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về các chương trình trợ cấp thất nghiệp và thời gian lãnh của từng chương trình ở từng tiểu bang. Có một điểm quan trọng mà Lê Đinh xin được phép nhắc lại là đến cuối tháng 12 này, những chương trình trợ cấp thất nghiệp từ đạo luật CareX đều hết hạn nếu gói cứu trợ 2 không được ký kịp lúc. Coi như những người thất nghiệp sẽ không còn nguồn trợ cấp nào hết. Những quý vị lãnh W2 còn có thể nhận một ít từ chương trình UI nếu quý vị vẫn còn nằm trong thời gian một năm của chương trình lãnh thất nghiệp. Đối với những quý vị nhận chương trình PUA, sau 46 tuần coi như sẽ không còn chương trình trợ cấp nào khác nữa. Hy vọng những cơ sở nơi quý vị làm việc đã được mở cửa trở lại hay quý vị đã có thể tìm được những công việc mới để bù đắp vào phần thiếu hụt này. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và chân thành nhất đến quý vị, gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.